chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cbiz. các bạn thân mến mới đây thì truyền thông xứ chung đồng loạt đưa tin dương mịch và nguyễn đại huân đang bị bắt gặp hẹn hò thậm chí họ còn bị bắt gặp đang đi vào khách sạn cùng nhau thực hư thông tin này như thế nào chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn ngay sau đây nhé Vào ngày 12 tháng 4, hàng loạt blogger thạo tin trong làng giải trí kháo nhau về một cặp đôi sẽ bị báo chí tung bằng chứng hẹn hò, còn khẳng định thêm rằng đây chính là couple nổi tiếng và ngọt ngào nhất Sibit. Với bức ảnh họa lại nhân vật, rất nhiều netizen cho rằng đó chính là Dương Mịch và Ngụy Đại Huân. Và ngay lập tức, điều này khiến cho tin tức tung ra nửa đêm đã gây xôn xao và mất ngủ cho vô số người hâm mộ. Quả thật như lời đồn, mới đây thì báo chí xứ Trung quyết tung ảnh tóm sống cặp đôi Dương Mịch, Ngụy Đại Huân hẹn hò bên nhau tại Thượng Hải. Theo đó, vào ngày mùng 7 tháng 4, nam diễn viên kém tuổi sau khi quay phim xong thì bỗng nhiên lên xe cùng với Dương Mịch trở về khách sạn. Điều đáng nói, quản lý của Ngụy Đại Huân còn mua kem cho cặp đôi ăn ngay tại cổng khách sạn. Cặp đôi kiểm tra thân nhiệt trước khi vào bên trong, tuy nhiên không biết vì lý do gì mà Ngụy Đại Huân sau 3 4 lần kiểm tra vẫn chưa được thông qua. Sau khi nam diễn viên được chấp nhận kết quả thân nhiệt, Dương Mịch theo chân Ngụy Đại Huân lên phòng khách sạn. Theo Sina cung cấp thêm thông tin, bộ phim mới của Dương Mịch có phim trường tại Thượng Hải bất ngờ ngừng quay. Tuy nhiên thì nữ diễn viên đã ná lại ở đây tới tận ngày mùng 10 để bay tới Quảng Châu, tới ngày 12 thì Dương Mịch lại quay lại Thượng Hải, trùng hợp rằng ngày 12 tháng 4 cũng chính là sinh nhật Ngụy Đại Huân, điều này càng củng cố thêm tin đồn cặp đôi đang hẹn hò, tình cảm họ bền chặt hơn rất nhiều người đang nghĩ. Và ngay lập tức, Weibo chính thức của hội fan hâm mộ Dương Mịch đã lên tiếng cho biết, "Chúng tôi ủng hộ, tin tưởng, tôn trọng cô ấy, lạc quan thản nhiên đối mặt với tất cả." Hội fan hâm mộ mãi mãi bên cạnh Dương Mịch. Vậy nhưng đại đa số fan Dương Mịch lại cảm thấy bất mãn, họ cho rằng Ngụy Đại Huân không xứng với thần tượng. Ngay sau đó, fan hâm mộ đã gây náo loạn với phòng làm việc của Dương Mịch là Gia Hành. Fan yêu cầu công ty lên tiếng thanh minh, đừng để Ngụy Đại Huân ké phim Dương Mịch thêm một lần nào nữa. Cho tới thời điểm hiện tại, cả hai nhân vật vẫn chưa đưa ra phản hồi. Trước đó từng có thông tin, Dương Mịch đá tình trẻ vì cảm thấy Ngụy Đại Huân chiêu trò, đánh bóng tên tuổi và khiến mọi chuyện rùm beng. Trong lúc dân tình đang nhào nhác bàn tán xôn xao, bộ ảnh mới cho tạp chí Cosmopolitan của Dương Mịch được tung ra. Qua những bức hình khoe body mãn nhãn cùng với đôi chân dài siêu thực, nàng bay Thiền đã chứng minh sức hút khó cưỡng, bỏ sao người đại huân si mê không rời. Ảnh bìa mới nhất của Dương Mịch chụp cho tạp chí này số ra vào tháng 5, dân tình chóa ngợp trước màn tạo dáng quá mức sexy cùng với đôi chân siêu thực của người đẹp. Không phải là hình ảnh bánh bèo, nay Dương Mịch hóa mịch tổng với thần thái lạnh lùng khí chất. Người đẹp dưới chung chưa bao giờ khiến dân tình thất vọng với những suốt hình tạp chí. Bộ ảnh một lần nữa khẳng định vị thế của ngôi sao hạng A khó ai sánh bằng của nữ diễn viên. Trong khi đó, phía studio của Dương Mịch không hề có bất cứ động thái nào đưa ra phản hồi về vụ việc, thay vào đó là chia sẻ clip hậu trường chụp hình của nữ diễn viên là một trong những mỹ nhân si bít nổi tiếng với chế độ ăn kiêng khắt khe để giữ dáng. Điều này cũng thật không khó hiểu khi Dương Mịch luôn xuất hiện trước công chúng cùng với thân hình mình hạc Dương Mai và hình như vẫn chưa hài lòng về vóc dáng mảnh mai của mình. Nữ diễn viên sinh năm 1986 đã tiếp tục ép cân khiến người hâm mộ chỉ nhìn mà thấy rót xa. Theo thông tin từ phía công ty đại diện của Dương Mịch thì cân nặng hiện tại của cô chỉ còn 44kg. Với chiều cao 1m68 thì quả thực trông Dương Mịch quá gầy, tới nỗi cô còn không mặc được những bộ trang phục ở size nhỏ nhất. Cụ thể, trong một buổi chụp hình mới đây, ekip của Dương Mịch đã phải tìm tới sự trợ giúp của những chiếc kẹp giấy để bóp phần vải thừa trên bộ váy mặc cô mặc khi lên bìa tạp chí. Theo chia sẻ từ chủ nhân bộ ảnh thì trang phục của Dương Mịch đã được chuẩn bị từ khá lâu, vậy nhưng vì dịch bệnh nên lịch trình bị trì hoãn. Và thật không ngờ, trong thời gian ở nhà tránh dịch, Dương Mịch lại tiếp tục giảm cân khiến bộ váy trở nên quá lớn, cuối cùng không có cách nào khác Họ đang phải sử dụng hai chiếc kẹp đen lớn để giúp bộ đồ trông vừa vặn hơn với thân hình mảnh mai của Dương Mịch. Trước đây Dương Mịch cũng từng khiến người hâm mộ khá sốc với thực đơn ăn uống hàng ngày của mình. Theo đó, nữ diễn viên chỉ nạp vào cơ thể những món phục vụ cho công cuộc giảm cân. Tất nhiên, việc ăn kiêng và tập luyện giữ dáng để có một diện mạo hoàn hảo trước mắt công chúng là điều quan trọng với tất cả các ngôi sao, vậy nhưng với vóc dáng hiện tại, Dương Mịch đang khiến đông đảo công chúng cảm thấy lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô. Chúng mình là Học Biết, đừng quên like cũng như subscribe kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất có trong rồi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!